chào các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách làm một cái chai. Đó, chai này để làm đèn. Làm đèn rất là đẹp để mình giới thiệu cho các bạn nha. Đó. Thì đây là những cái đèn flash. Này là đèn điện nháy đó. Điện nháy thì mình sử dụng những cái loại bóng đèn nháy này để mình bỏ vô trong cái chai nè. Nó rất là đẹp. Đầu tiên thì mình sẽ thử trước, coi thử nó cái đèn nó có nháy không. Rồi mình sẽ làm cái tiếp tục đến cái đèn nháy rất là đẹp. Rồi sau đó là mình sẽ xỏ cái này vào trong cái đèn nháy nè. Mình bỏ vô trong cái đèn nháy thì nó sẽ mang rất hiệu quả rất là cao. Ở đây mình có ba cái chậu, ba cái chai. Mình sẽ cho các bạn lấy cho các bạn xem ha. Mình bỏ nhét vô trong cái chai. Các bạn thấy nó đẹp chưa? Đó. Rất là đẹp. Các bạn thấy không? Nó nháy nè. Chửi lộn nhau ghê quá, suốt ngày cái chửi lộn này, cũng may đi làm sáng đi làm tối nha. Sao có đèn chớp đèn cong này, nó chưa ấy các bạn, đó, nó đẹp không? Mình nhét nó vô thôi nha. Nhét nó vô. Mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn xem. Các bạn thấy không? Cái chai rất là đẹp. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm những cái kiểu này đó. Các bạn đem về mua tìm cái chai. Thì mấy chai bỏ vô trong này vô là có thể làm được những cái mình rất là ưng ý, thấy không? Chết rồi, mình bỏ cái máy quay bên kia rồi, cái này sẽ nó mau quá, làm được một cái clip video thôi. Đó, các bạn thấy sao, đẹp không? Đó, rất là xịn sò. Các bạn mua cái đèn nháy rồi đi tìm một cái chai như thế này, rồi mình làm thôi. Bỏ vô mình cứ nhét vô nha, nhét vô thôi. Nhét cái đèn nháy nè, đèn nháy vô trong cái chai là có thể được có những cái sản phẩm mà rất là hay ho. Xong rồi, nhét xong rồi mình chỉ cần để thôi, đây là xong một cái nha. Bây giờ mình chuyển qua cái thứ hai. Chuyển qua cái thứ hai. Cái này trước khi mình cũng phải thử cái bóng đèn trước. Mình lấy cái này ra, mình thử cái bóng đèn này coi thử là nó có nháy không cái đã, rồi sau đó mình nhét vô trong cái chai này, đó nó mới xịn sò. Đó, cái này giá ngoài thị trường nó có bán có mười mấy ngàn cái à. Mười mấy ngàn cái thôi các bạn, cho nên là cũng mình về mình tự làm cũng xinh xắn, chứ ngoài ba quỹ này nó mắc lắm, toàn là mười mấy triệu, toàn là hai ba trăm không à. Mấy cái chai này ra ở chỗ mấy cái tiệm, ở mấy cái chỗ bán tiệm vỏ chai nó bán rẻ lắm, quỹ cái 2-3 ngàn chai là mắc á.
đó, sau đó rồi các bạn mua cái này thêm mười mấy ngàn nữa là có thể có những cái món mà ăn chơi rất là xinh xắn ha. Mình để mình sử dụng để mình test thử cái đèn này nó còn sáng không. Thì cái đây là cái màu xanh, còn bên này là cái màu ấy, mình bỏ qua đây cho nó xong cái ha. Và bây giờ mình chỉ nhét vô thôi, mua thêm một cái màu, mỗi cái một màu nha các bạn. Mỗi cái một màu, nhưng mà đèn nháy nha các bạn, đèn nháy nó làm cho nó hiệu ứng nó đẹp hơn. Sáng hết rồi, thấy không? Rất là đẹp. Cái này mà các bạn là ở trên Đà Lạt á, làm ở Phật Khôi là đúng là tuyệt luôn, nó đẹp lắm. Dễ thương các bạn à, các bạn tự tự tay làm thì nó cho mình thì nó sẽ màu xanh ít sáng quá. Cái màu này vô nãy nó hơi yếu, so với cái màu kia, màu này tối quá. Tại vì màu xanh kia nó màu vô nó còn sáng, màu này nó yếu quá nè, các bạn không thấy gì luôn nè, nó mờ tịt à. Không được rồi, chơi cái này màu này là không được rồi. Đó, như vậy là kinh nghiệm cho các bạn là nếu mà chúng ta đi mua cái loại này mà màu đen này, mua cái màu xanh nè thì hơi bị dở, phải mua cái loại màu màu này nè, nó cùng ba màu luôn thì nó sẽ ảo diệu hơn, đẹp hơn. Con bỏ này vô nó đen thùi lui à, không thấy gì hết. Ôi, như vậy là không đạt rồi, này không đạt rồi các bạn ơi. Đó, cho nên là chúng ta còn phải mua ba cái màu giống cái đèn nháy này, ba cái màu này luôn nó sẽ sáng hơn. Tiếc quá thôi, này cất làm việc khác, không xài được này rồi. Đó, kinh nghiệm các bạn nha, nếu mà lần sau mà đi mua ba loại này thì nên các bạn luôn mua cái loại một là bóng đèn trắng, đèn trắng ăn sáng, hoặc là đèn kiểu này đó thì nó sẽ làm hiệu quả cho các cái. Còn mà mua cái loại màu đỏ vô thì màu đỏ màu xanh lúc đầu mình nên mua đó nhưng mà nó không hiệu quả đó. Rồi phải mua cái loại cái màu 3 mét, 3 mét thôi, đừng có mua dài quá, mua dài nó sẽ không có tốt đâu ha. Mua 3 mét. Bây giờ mình quay cho các bạn xem nha. À, nhìn thấy không? Đẹp không? À, nhìn rất là đẹp. Màu đẹp không? Rất là xinh xắn, đèn nhấp nháy, trang trí vào mùa Giáng sinh nè. Đó, thì nó sẽ là đẹp. Thấy không? Còn ba này là cái chai này, các bạn mua rồi rồi làm cái này để treo lên, khoan tường treo lên, hoặc là treo lên cây, hoặc là treo lên góc tường á thì nó sẽ đẹp. Đó, quá xịn sò luôn. Quá xịn sò. Đây là một cái khung cảnh mình làm cho cái score của phòng của mình quá đẹp. À, thấy thế nào ha, xịn sò không? Xịn sò, đẹp luôn. Rồi, chào các bạn nha, một vài hướng dẫn sơ sơ cho các bạn để các bạn tham khảo để tự làm cho mình những cái đèn nháy như thế này rất là ok. Bye bye, hẹn gặp lại.